Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyện trong ngày của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành hoạt động truyền thống khởi đầu một năm mới nhằm tạo hiệu ứng để mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia trồng cây, trồng rừng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025. Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vào sáng ngày 17 tháng 2 tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Trong tuần đầu ra quân, tỉnh Yên Bái sẽ trồng 782 ha rừng các loại. Năm Tân Sửu 2021, toàn tỉnh sẽ trồng trên 15.000 ha rừng các loại, trong đó chủ yếu là các loại cây xà cừ, keo, quế, lát hoa. Là Yên Bái là sẽ phát động tất cả các cái huyện thị, 9 huyện thị là đều ra quân để tổ chức cái lễ phát động trồng cây ở địa phương của cấp mình. Thế và trong cái tuần đầu tiên này thì chúng tôi dự kiến là sẽ trồng khoảng trên 54.000 cây xanh. Thế và trong cái tháng đầu này thì trong riêng cái tháng riêng của cái năm Tân Sửu này thì chúng tôi dự kiến sẽ trồng khoảng 3.000 ha rừng các loại. Trong cái nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh chúng tôi đặt ra đến năm 2025 thì sẽ đạt độ che phủ khoảng 65%. Riêng tại huyện Yên Bình, mỗi năm toàn huyện trồng mới trên 3.000 ha rừng các loại. Riêng năm 2020, huyện Yên Bình đã thực hiện trồng mới được 3.550 ha. Độ che phủ rừng của huyện năm 2020 tiếp tục ổn định ở mức 54,7%. Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng ngày càng tốt hơn, sản xuất lâm nghiệp trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế bền vững của huyện. Các tuyên truyền vận động là công tác quan trọng, là làm sao để người dân là hiểu rõ hơn được cái các lợi ích về kinh tế rồi về bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế đồi rừng. Thứ nữa là tuyên truyền vận động người dân là tích cực tham gia các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị liên quan đến phát triển rừng. Đấy thì đặc biệt ở đây thì vận động người dân là khuyến khích người dân là tích cực tham gia dự án quản lý rừng bền vững cấp chứng chỉ MSC và phát triển rừng cây gỗ lớn. Là tỉnh nằm trong top đầu khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc có lợi thế về lâm nghiệp với gần 689.000 ha đất tự nhiên, đất quy hoạch lâm nghiệp chiếm 69%. Tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, mỗi năm trồng trên 15.000 ha rừng các loại, trong đó có khoảng 100.000 ha rừng trồng trở lên được cấp chứng chỉ rừng chất lượng cao, có trên 40.000 ha rừng cây gỗ lớn và nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 65% vào năm 2025. Trước lời kêu gọi phát động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cả nước cùng trồng 1 tỷ cây xanh. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên phương án xây dựng trình Chính phủ đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong vòng 5 năm. Nhiều chuyên gia nhận định đây là một chủ trương đúng đắn. 1 tỷ cây xanh và giấc mơ về một Việt Nam xanh là hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, để chủ trương thành hiện thực, để tránh trồng cây theo phong trào, thì đòi hỏi những giải pháp hết sức quyết liệt và cụ thể từ phía cơ quan chức năng và chính ý thức của mỗi người dân chúng ta trong thời gian tới. Từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó năm 2021 trồng 150 triệu cây xanh, tăng 1,5 đến 2 lần so với năm 2020. Từ năm 2022 trở đi, mỗi năm trồng 200 đến 250 triệu cây xanh, tăng 2 đến 3 lần so với năm 2020, với tổng kinh phí thực hiện cho chương trình là 25 tỷ đồng. Đó là mục tiêu trong dự thảo đề án của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề ra nhằm thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới. Đến nay thì dự thảo đề án đã hoàn thành và đặt đăng trên website của Tổng cục để xin ý kiến rộng rãi của các bộ ngành liên quan và các đặc biệt là các địa phương, đơn vị mà sẽ thực hiện các nhiệm vụ trồng cây xanh này. Thì hiện nay thì chúng tôi đã nhận được sự đóng góp ý kiến và đăng ký chỉ tiêu tham gia của 45 tỉnh thành và một số bộ ngành liên quan. Thì về kế hoạch triển khai thì mặc dù đề án đang trong thời gian hoàn chỉnh và để trình Thủ tướng phê duyệt trong thời gian sớm nhất, nhưng có thể nói rằng là các địa phương đã hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị về thực hiện Tết trồng cây và bảo vệ rừng, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Theo tính toán từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, hiện 1 hectare rừng tại Việt Nam đang trồng từ 1.600 đến 2.000 cây. Nếu trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới, thì sẽ tương đương từ 300.000 đến 500.000 hectare diện tích được trồng mới.
đánh giá đây là một chương trình hoàn toàn khả thi, có thể thực hiện. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phí Hồng Hải, Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam cũng cho rằng, để đề án thực hiện mang lại kết quả tốt thì không nên chỉ tập trung trồng tại các khu vực rừng tập trung mà nên phân bổ trồng cây xanh tại các rừng phân tán, rừng bờ bao hay cây xanh đô thị. Ở đây thì để muốn xác định được các loài cây hay vùng trồng thì chúng ta phải xác định rõ. Ví dụ chẳng hạn như đối với chương trình này chúng ta tập trung vào cây lấy gỗ hay là các cái cây phòng chống biến đổi khí hậu hay là những cây chịu mặn hay những cái cây vân khác vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đây cái chương trình này là cần phải có một cái đề án rất là rõ và có cái giải pháp rất là rõ. Đối với chương trình này thì chúng ta nên tập trung nhiều hơn vào những cái cây loài cây bản địa. Cây bản địa ở đây thì ngoài cái việc cung cấp gỗ ra thì cần phải có những cái tiêu chuẩn khác. Ví dụ như chẳng hạn như phòng chống biến đổi khí hậu, những cái vùng sa mạc hóa, những cái vùng ngập mặn, bị sạt lở, những cái vùng mà núi đá rất là khó trồng. Cũng theo các nhà khoa học, để việc trồng 1 tỷ cây xanh thực sự có hiệu quả, đề án cũng nên hết sức chú trọng, nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, hoàn thiện các hướng dẫn kỹ thuật gieo ươm, trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh trong đề án, để chương trình không chỉ là trồng theo phong trào, trồng 10, chết 9. Những năm qua, Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia đi đầu trong việc giảm phát thải khí nhà kính từ rừng trên quy mô 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Cách đây hơn 20 năm khi mà tình trạng chặt phá rừng đang diễn ra khá phổ biến, thì có một người con dân tộc Mông, nơi vùng dẻo cao biên giới huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lại cặm cụi đi trồng rừng. Và đến ngày hôm nay, Vù Vả Trống đã và đang sở hữu cả rừng cây gỗ quý gồm Pơ Mu, Sa Mu trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong ngày đầu năm mới, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm rừng cây này để cảm nhận sự đóng góp của người con núi rừng cho thiên nhiên, cho mùa xuân của bản làng nơi đây. Cũng như mọi năm, sau những ngày vui Tết đón xuân, hôm nay ông Vừ Và Trống lại bắt đầu lên rừng cây Sa Mu và Pơ Mu của mình để bắt đầu cho việc trồng cây. Một công việc mà ông đã kiên trì, cần mẫn suốt hơn 20 năm qua. Trong số bầu cây nhỏ bé còn ngậm đầy xương, ông Trống đã rất cẩn thận lựa chọn những cây giống tốt nhất để trồng lên vùng đất mới. Năm nay là đã trồng 100 cây, 100 gốc, mấy trùng. Trùng Tết này đang phải trồng cái cây này mà gia đình đang đảm bảo nó còn trồng đi từng khoảng vài trăm cây. Mùa này là sương mù, ngày nào cũng sương mù, buổi sáng đến buổi tối là sương mù suốt. Loài cây nó hắn sống ở trên cao nhất, tức là độ cao từ 1.500 trở lên. Để có được rừng cây Pơ Mu xanh ngút ngàn ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển như hôm nay, biết bao mồ hôi, công sức và cả nước mắt của ông đã đổ xuống. Từ những năm 1990, rừng Huồi Tụ quê ông bị tàn phá nặng nề. Tiếc cho rừng Pơ Mu quý hiếm bị đốn trụi, năm 2000, ông Trống đã nhận hơn 10 hectare đổi chọc. Và cứ thế, khi người ta thi nhau phá rừng, thì ông Trống lại cặm cụi đi trồng rừng Pơ Mu, Sa Mu. Như bác Hồ nói là 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Và rừng là vàng, biển là bạc, cái hoàn cảnh khó khăn của quê hương mình là do cha phá rừng, không có mấy được rừng. Cho nên từ cái đời tôi này về sau, nếu như mà không trồng rừng, không bảo vệ rừng thì lại càng khó khăn hơn. Toàn bộ cái đồi này là gọi là đồi trọc, mà chỉ có là cái tránh và cái cỏ. Thì cho đến thời điểm này thì gia đình của ông Vư Và Trống đã trồng, đã đưa những cái giống từ những cái xã như là xã Tây Sơn đến trồng. Và tiền hiện tại thì những cái giống cây Pơ Mu và Sa Mu này thì nó đã phủ toàn bộ với những cái đồi trồng này rất là tốt. Đến nay, giữa bạt ngàn hàng nghìn cây Sa Mu, Pơ Mu cao lớn là xen lẫn những đồi chè tuyết san xanh tốt trải dài. Dự tính trong thời gian tới, ông Trống sẽ xây dựng khu du lịch sinh thái tại đây để bảo tồn khu rừng cho thế hệ mai sau. Thời gian rất dài, từ thập niên 90 đến nay thì
ông Trọng đã xây dựng và trồng được rất nhiều rừng, chủ yếu là trồng cây sơ mu và cây pơ mu. Thì rừng hiện nay là như vào khu vực rừng của ông thì như một cái mô hình đặc biệt của cái địa bàn. Thì rừng thì chất lượng rừng thì phát triển càng ngày càng tốt. Thành công từ trồng rừng, Vư và Trống luôn nhiệt tình giúp đỡ bà con nơi đây về kỹ thuật, kinh nghiệm cùng tham gia trồng và bảo vệ rừng. Họ gọi ông Trống là huyền thoại Pơ Mu bởi từ hai bàn tay trắng, ông đã biến giấc mơ khôi phục rừng thành hiện thực để ban tặng thiên nhiên cho mùa xuân nơi vùng miền Tây xứ Nghệ càng trở nên thơ mộng và sắc thắm hơn. Cuộc sống càng hiện đại, chúng ta càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống và hướng tới tương lai phát triển bền vững. Những năm gần đây, trong bối cảnh vấn đề ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng, lối sống xanh dần trở thành xu thế của thời đại. Đó có thể là cách mà bạn nói không với đồ nhựa dùng một lần, chủ động phân loại rác tại nguồn hay lựa chọn các phương tiện công cộng để đi lại trong thành phố. Ngay cả các hãng sản xuất xe cũng đang phát triển mạnh mẽ các dòng sản phẩm xe chạy bằng điện thân thiện với môi trường, tiến tới giảm dần phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong. Với thế hệ trẻ, sống xanh còn là tìm về với thiên nhiên, kết nối với thiên nhiên theo cách của mình để tự nâng cao nhận thức về môi trường cho chính mình và cho thế hệ sau này. Vài năm trở lại đây, xu hướng tìm về với thiên nhiên trong những buổi dã ngoại cuối tuần về vùng ngoại ô ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vợ chồng anh Trung, chị Nhung đều nằm trong số những người chọn cách đi cắm trại để rời xa những căng thẳng của cuộc sống thường nhật. Cũng nhờ thế, họ thấy trân trọng hơn những cây xanh, những khu rừng, nơi mang lại cho họ sự bình yên, tránh khỏi những ồn ào khói bụi thành phố. Lối sống xanh cho đến giờ thì nó không phải là một khái niệm xa lạ, vì rất nhiều người đang theo đuổi cái khái niệm này. Và mỗi người đều thể hiện một cái cách thực hành khác nhau đối với một cái lối sống xanh. Tôi đơn nghĩ đơn giản rằng ấy, là mình cứ có tình yêu với cái gì thì mình sẽ, một là mình sẽ cố gắng tận hưởng và cảm giác rất là sung sướng khi ở cạnh. Thứ hai nữa là tìm cách để bảo vệ và tự khắc mình có trách nhiệm với nó. Và khi mà thỏa mãn đã có tình yêu rồi thì nghiễm nhiên rằng là con người đấy hạnh phúc và thiên nhiên cũng sẽ được bù đắp bằng cái việc trách nhiệm bảo vệ của mỗi người. Và tôi thấy rằng là thời gian vừa qua thì những người mà đã có cơ hội được ra thiên nhiên và sống giữa thiên nhiên rồi thì nghiễm nhiên cái trách nhiệm và cái mong muốn được bảo vệ thiên nhiên nó cao hơn rất nhiều. Khi ở đô thị thì nghiễm nhiên chúng ta sẽ cần những cái tiện nghi, nhưng mà khi về với thiên nhiên rồi thì những cái vật đấy không còn là vấn đề quan trọng nữa. Là một gia đình trẻ có hai con nhỏ, những cuộc dã ngoại cuối tuần vừa là khoảng thời gian kết nối của cả gia đình, vừa là cơ hội để anh chị truyền tình yêu thiên nhiên, tinh thần sống xanh cho các con. Ở trên cương vị là một người mẹ thì em vẫn nghĩ rằng là giáo dục ở trường nó chỉ là một phần thôi, mà cái giáo dục từ phía gia đình, sự gắn kết và theo sát của bố mẹ đối với quá trình phát triển của một đứa con nó là điều vô cùng quan trọng. Và cái khi bố mẹ mang cái tư tưởng gì mà mình làm nó, thực hiện nó hàng ngày thì tự ắt nó sẽ truyền tải vào đứa con. Và rất may mắn rằng là những đứa trẻ nhà tôi thì đều cũng rất thích điều đấy. Chúng có thể ngồi hàng giờ để xem một con kiến nó cong một cái lá đi như thế nào. Và tôi thấy rằng là nếu mà so cái khuôn mặt của đứa con tôi khi mà nó đang xem con kiến ấy, nó còn sung sướng và rạng rỡ hơn rất nhiều cái việc mà nó vào một trung tâm vui chơi trong khu siêu thị để nó chơi những trò chơi vận động. What are you doing here? I'm taking the hole. Nói về giáo dục thiên nhiên thì tôi cho rằng là tốt nhất là hãy làm từ khi chúng ta còn rất nhỏ, lúc mà tâm hồn đủ trong sáng để dễ gây ra một cái tiền yêu lớn ở trong lòng đối với thiên nhiên. Và hiện nay thì chúng tôi đang có một ý tưởng rất mong muốn là tạo ra những cái khu rừng để những lớp học từ cấp 1, cấp 2 có thể lên để cùng nhau trồng một khu rừng mang tên của lớp học đó. Và chúng tôi sẽ có trách nhiệm là bảo vệ con rừng đấy và sẽ có thông báo về cho lớp những đứa trẻ đó định kỳ về cái tình trạng của khu rừng. Và nó sẽ thành một cái mối liên kết giữa những đứa trẻ và khu rừng. Và biết đâu sau này khi mà lớn lên 10, 15 năm nữa, mọi người lại cùng nhau họp lớp tại một khu rừng mà chính chúng ta đã trồng khi chúng ta đang còn là một đứa trẻ. Và tôi rất hy vọng rằng là đó không chỉ góp phần vào những khu đất trống sẽ được phủ xanh, mà nó còn tạo sự liên kết một cách chặt chẽ suốt cả một cái thời gian đối với mỗi con người có một cái cây. Ở vùng đất ngoại ô này 10 năm trước, anh Trung và gia đình mình đã quyết định gieo những mầm cây đầu tiên ở đây, thay vì đầu tư cho những căn nhà phố như nhiều gia đình khác vẫn làm. Mảnh rừng nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố này
chính là thành quả sau 10 năm của gia đình anh. Mỗi người có một cách để gieo mầm sống xanh của riêng mình, nhưng sẽ cần nhiều hơn những người gieo mầm để di sản của sống xanh không chỉ nằm ở sự phục hồi của tự nhiên mà còn ở thế hệ tương lai, thế hệ sẽ giúp duy trì sự cân bằng của ngôi nhà thiên nhiên. Trước tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, các hiện tượng thời tiết cực đoan, bão, lũ lụt, sạt lở, hạn mặn gây hậu quả nặng nề đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đang đặt ra yêu cầu bảo vệ và phát triển rừng quyết liệt hơn. Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trở thành phong tục truyền thống tốt đẹp của cả dân tộc ta, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hàng năm của các ngành, các cấp và nhân dân, góp phần quan trọng thiết thực vào công cuộc xây dựng và phát triển bền vững đất nước.